Rồi, đây là một món quà từ Mỹ các bạn. Món quà rất có giá trị nha. Đây là cái lò nướng bằng than. Đó. Cái này là chắc để than. Cái này đã lắp ráp rồi. Nãy giờ lấy quay cũng khoảng độ 15 phút á. Nửa tiếng có. Rồi, bỏ vô đi. Đây. Cuối cùng là nắp. Gắn nó hết rồi đó. Ừ, ok. Ốc rồi. Bỏ xuống. Đây. Cái lò nướng này chắc đủ cho dùng cho mấy người. Nhỏ gọn trong gia đình thôi, đặt trên cái bàn. Kêu cái cốp. Kéo lên. Đó. Rồi. Hai mắt. Ok. Nó có lỗ thông hơi nữa nè. Rồi, cầm nó lên thử luôn. Đây. Gọn nhẹ không? Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 2 giờ trưa ngày 19 tháng 10 năm 2021. Thì bên ngoài trời đang mưa. Tùng có nhận được 3 thùng hàng là quà biếu của một mạnh thường quân bên Mỹ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khui cái thùng hàng ra nha. Đầu tiên ở đây, bên phía tay phải. Ở đây mình đã rọc ra rồi. Có rất nhiều bánh kẹo sô-cô-la. Đây sô-cô-la đen thì phải. Quỳnh, để lên tay Quỳnh cho thấy rõ Quỳnh. Ok. Rồi, bỏ qua bên đi. Bánh này như là mình tập thể dục mình ăn đó hả? Không biết nữa. Phải ăn nhiều hơn tập thể dục. Bánh khoai tây. Rồi. Rồi, để lên một số loại bánh đi. Khoai tây, rất nhiều khoai tây. Tiếp. Có bắp nữa kìa. Cái bắp gì nữa trời? Bánh bắp. Rồi, tiếp. Ở đây toàn bánh không à? Ha. Wow. Rồi. Bánh luôn. Rồi, qua thùng thứ hai đi Quỳnh. Đây. Wow, mì. Qua tới đây đâu đã mở này xác ra luôn Quỳnh, Quỳnh. Mở ra, mở ra. Đó phải mì không? Giống như là mì đâu ngũ cốc á, ngũ cốc, ngũ cốc. Ok, tiếp luôn. Hình như có kẹo nữa kìa. Có trà. Trà. Cái trà này là trà, trà Thiên Hồ. Đâu đâu mở ra, trà xanh. Ủa, có tiếng Việt luôn. Rồi, ok, trà xanh. Như này. Kẹo. Kẹo. Ồ, kẹo có cây dâu, cây mút, ok, đủ thứ kẹo luôn. Có sô-cô-la nữa kìa không? Rồi. Còn gì trong đây nữa Quỳnh, mình mở luôn Quỳnh. Đó cái gì? À, trà, đây là trà lại với lại gạo lứt. Đây, trà lại gạo lứt. Jasmine là cái này là gì đây? Chicken salad. Snack. Rồi, tiếp. Đó gì? Trà. Ồ, trà dữ vậy. Đó cho em đó, Bình. Là cái này gì ạ? Ừ, trà ở đây uống giảm cân đó, giảm béo đó. Cho em nha. Ừ, đó. Em giảm béo đó. Rồi tiếp luôn. À, cái này là trà gừng. Rồi trà gừng này đợi khi nào mà đi Huế đó uống. Ngày nào mà nó mát nó lạnh thì uống được. Đi Đà Lạt. Tự nhiên là bánh không ạ? Rồi qua tới thùng thứ ba đi. Ok. Tuy nhiên có sẽ có một cái phần quà rất rất là đặc biệt. Các bạn đợi chút xíu đó nha. Hồi sáng mình có thấy cái quần quà đó rồi. Rong biển. Đây rong biển, cái này dùng để cuộn cơm. Rồi, ok. Còn gì nữa? Nó dạng snack. Ok. Sao bánh nhiều dữ vậy ta? Này rong biển. Đây cũng sushi. Ok. Sushi. Bữa nay chưa có sashimi. Nó tiệm buffet về sashimi sushi hiện tại vẫn chưa mở cửa. Ở dưới nhiều bao dưới vậy ta. Rồi chuyển qua Quỳnh. Bây giờ sẽ là cái phần quà quan trọng nhất hôm nay. Các bạn có nhớ không, cái đợt Covid á, thì bên mình có đi mượn một cái lò gọi là để nướng thịt. Thực tế là ở nhà không có. Thì chị Mạnh Thường Quân này nè, chị xem video á, thì chị có gợi ý là chị tặng một cái.
Thì cái đây là một cái lò nướng bằng than nha. Đây, bây giờ mình sẽ vui ra. Thế từ quỳnh. Đây, đây quay từ chỗ này đây quỳnh. Đây. Đó. Cái này có thể tháo rời ra lắp ráp được. Rồi, bây giờ lắp ráp thử coi. Lắp ráp không đó? Không, mua. Ua hả? Cái này có ba ốc. Ok, kêu Minh lên đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ráp nó lại nha, để xem như thế nào. Dẹp ba cái bánh qua đi. Cái thùng này luôn nè. Ráp thử coi. Coi coi cái bạn nào nè 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 các bạn đây nè. Đó, Quỳnh. Không. Đó. Đó, rồi. Rồi xong mù luôn. Xong mù luôn. Tiếng Anh. Đâu tiếng Anh thì tao biết rồi nhưng mà phải coi từ từ. Em bán chạy mà nè. Ừ. Con dâu à. Nay dễ nhất dễ quá. Ừ. Trời nóng quá. Em nghĩ là chắc phải để 1 tiếng rưỡi xong nó bóng nó chạy. Nó chạy là chạy nó mới hiểu. Ok. Rồi các bạn ơi, cái này sẽ để sau nha. Khi nào ra thành quả rồi mình báo luôn. Cái này có liên quan tới con ốc nữa. Bây giờ mà mò lâu lắm. Mà không đợi lâu ạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Và xin cảm ơn chị đã gửi cho mình cái phần quà này rất là ý nghĩa. Nhẹ nhẹ nha, bé ngủ quá. Nó có gì sai cụ thể quá, mẫu tốt là khác, sai nhớ rồi. Thank you.
Ok. Cho có gió, nó bụi, bụi lọt dưới á. Ok. Trời ơi. Xài xong nó hơi cực đó nha. Cái này chùi rửa mệt quá. Barbecue. Đó. Ok. Mở lời á. Đó. Quá tài rồi. Rồi tiếp. Xích chắc lại. Xích mà chứ chắc lại. Rồi. Rồi vô cái. Rồi. Rồi. Đây là mở lên nha. Mở lên. Mở lên. Rồi. Nè, trời ơi. Nè. Nè. Chỉ nè, chỉ nè, chỉ nè. Nè. Rồi. Hoặc là cái đó giữ khay nước. Rồi. Hoặc là cái đó giữ cái nắp nồi. Đó, giữ cái nắp nồi chứ còn gì nữa. Giữ nắp nồi quá. Rồi chắc rồi giữ nắp nồi rồi. Uống nó lên, ứng nó lên. Đúng rồi, giữ nó rồi. Nè, giữ nó rồi. Rồi. Rồi, dạng nước cách nhiệt luôn á. Ờ. Cái này là gọi là hà hơi ra, nhưng mà bụi than, than thấy mẹ. Nè. Nước chắc hơi nóng ra đây. Ở dưới có cái lỗ để hút lấy gió mà. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.